Ngươi có đem theo Tức Thiên Lôi chứ? Đến lúc đó chúng ta cùng lên. Nếu có Tức Thiên Lôi, được, vậy thì cùng lên. Lúc Cổ Tiên suy yếu, cũng chính là lúc Cổ Tu quật khởi, lúc đó tu chân giả đạt tới đại thừa kỳ rất nhiều. Sau khi những người đó phi thăng, liền lưu lại rất nhiều đồ cổ ở nơi cũ, dần dần liền trở thành động thiên phúc địa của hiện nay. Phúc địa đấy, phúc địa lăng trong hư không luôn chứa rất nhiều bảo vật, là thứ có rất nhiều người hướng đến. Cho dù là những tu chân giả tầm thường thì cũng có thể gặp được, chỉ cần gặp được người thích hợp, ắt sẽ trợ lực để thăng cao sức mạnh. Nhưng những phúc địa này đều nằm sâu ở trong rừng, cấm chế nhiều không kể xiết. Bên trong còn rất nhiều bẫy kỳ quái, xui xẻo một chút thì sẽ chẳng thu hoạch được gì cả. Đi theo ta. Người của tông môn khác đâu? Họ muốn đi đâu? Bọn họ đi đâu rồi? Chỉ cần tiến vào phạm vi bức xạ của phúc địa đều sẽ bị hút vào ngoài phía ngoài của phúc địa, nên vào đường nào cũng như nhau thôi, không sai phương hướng nào được. Chúng ta muốn trực tiếp bay vào trong tinh không, khoảng cách này cũng tương đối là khó khăn đấy. Không có tu vi trên nguyên anh kỳ, căn bản là không qua được. Lão đầu, vì sao ta lại hưng phấn thế nhỉ? Hưng phấn cái gì, uống nhầm thuốc sao? Ngươi mới uống nhầm thuốc ấy. Ta đã nói, vì sao vừa nghe đến bay vào tinh không, ta liền kích động mà hưng phấn như thế? Ngu ngốc, căn cơ của người tu luyện là công pháp của tinh thần, tiến vào tinh không đương nhiên là khác biệt. Ngươi đi rồi sẽ biết thôi. Mấy tên gia hỏa này cũng đều thật đấy, chỉ là nguyên anh kỳ cũng dám xông vào, nơi đó thật sự là chẳng có bất kỳ linh khí nào cả. Bọn họ dùng hết chân nguyên thì bắt buộc phải dùng minh thạch để phục hồi. Nếu hết linh thạch rồi thì sẽ sống dở chết dở trong tinh không đấy. Cao quá. Đó là Vân Khư Phường Thị sao? Âm thanh không truyền ra đây được, không truyền được ra. Đừng nói chuyện. Nói chuyện người ta cũng không nghe thấy. Hãy dùng thần thức để giao lưu. Ngươi vừa rồi định nói gì? Hóa ra là vậy. Ta là hỏi, cái điểm xanh bên dưới là Vân Khư Phường Thị hay sao? Phải. Được rồi, đừng tùy tiện lãng phí sức mạnh nữa, mau đuổi theo đi. Không có cảm giác khó chịu, cứ giống như là đang tu luyện ở trong tử phủ của mình vậy, thật là sảng khoái. Một ngày sau, chúng ta còn cách các Ninh Sơn Đại Cốc không xa, mọi người nghỉ ngơi ở đây trước đi. Nếu đã vậy thì mình cũng tu luyện một chút vậy. Đúng là tạo hóa trời ban, tiểu tử này không ngờ vật khí lại tốt như vậy. Đi, không thể chần chừ nữa. Phía trước vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Chúng tôi bay giữa tinh không suốt 8 ngày. Bay giữa tinh không và bay giữa tinh cầu hoàn toàn không giống nhau. Tốc độ đã đạt đến cực điểm, nhanh hơn gấp nhiều lần so với bình thường. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, mỗi người khi đang bay đều cảm thấy hơi thất vọng, vẫn cảm thấy còn rất chậm, rất chậm. Cái này rốt cuộc là tại sao? Người lại không biết tinh không đại là gì, cứ bay như thế này ở trong tinh không, bay đến chết cũng rất khó tìm được một tinh cầu. Người thế nào vẫn có tinh quang bổ sung, lấy cái đó phải dùng linh thạch bổ sung, một khi mà linh thạch tiêu hết, cũng sẽ chỉ thành một cỗ thi thể ở trong tinh không mà thôi. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát được đâu. Cho nên, không đến được một trình độ nhất định thì tuyệt đối là đừng bay vào tinh không. Tinh không, đây là nơi chỉ có đại thừa kỳ và tán tiên mới có thể đến. Là hợp thể kỳ cũng rất là miễn cưỡng. Đương nhiên, tiên nhân ở trong truyền thuyết có thể hoạt động được ở tinh không đều là những kẻ toàn năng, không đạt đến một cấp bậc nào đó. Không đạt được đến cấp bậc của bọn họ, mà đi vào tinh không thì chính là tìm cái chết. Thế sau này ta không cần đi đến tinh không nữa. Đợi ngươi học được tinh không đại Nazi, vẫn có thể đi được. Chỉ có học được chiêu này mới có thể tìm được thiên tài địa bảo thực sự. Tinh không chính là một kho tàng lớn,
Nhưng mà tinh không nữa như thế nào? Đi vào có bị lạc hay không? Dừng! Tinh quang hình như bị chặn lại rồi. Chẳng nhìn thấy Linh Sơn Đại Dụ đâu nữa. Đây là chấn động Linh Sơn Đại Dụ. Chỉ cần tiến vào khu vực này thì sẽ bị kéo đến ngoại vi của Linh Sơn Đại Dụ. Lúc đó thì có thể nhìn thấy Linh Sơn Đại Dụ thật sự. Đây là cửa vào, hơn nữa không chỉ là một cái. Cửa vào này đã bị phát hiện ra cũng rất đặc biệt. Lúc đầu một tu chân giả phân thần kỳ bị người ta truy sát vô ý xông vào đây. Sau này dần dần mở ra Sau này dần dần mới lưu truyền ra ngoài. Phân thần kỳ, hắn không vết được lợi ích gì nữa sao? Lợi ích nào cả hay sao? Bước vào được ngoại vi, nhưng thời gian người này vào đó cũng không đúng. Lúc đó Linh Sơn Đại Dụ ẩn vào hư không lần nữa. Kết quả hắn vừa mới tới ngoại vi thì đã bị bức trở ra, không thể nào tiến vào sâu ở bên trong được nữa. Đó là lần phát hiện đầu tiên, cách bây giờ khoảng mấy trăm năm rồi. Ngoại trừ lần phát hiện đó, Linh Sơn Đại Dụ này vẫn còn mở ra một lần nữa. Còn lần này chính là lần thứ ba rồi. Lần này tin tức truyền đi rất rộng. Rất nhiều người muốn tới đây để vơ vét, để một mớ vơ vét. Chúng ta cũng như thế. Có điều, đừng quá ngốc mà xông vào trước. Cứ để mọi người dẫn đầu trước đi. Một khi họ giành được thứ gì đó, chúng ta mới cướp nó lại. Dám không đưa thì giết sạch bọn họ. Không hổ nào ma tu. Lẽ nào gần mực thì đen, sao ta lại có chút cảm giác, có chút ác cảm đấy. Ác cảm nào? Ngoài ra nhắc nhở mọi người một câu, ở ngoại vi thì không sợ bị nhốt lại. Một khi đại dụ ẩn vào hư không, mọi người đều sẽ bị bức trở ra. Nhưng một khi đã bước vào được Minh Sơn Đại Dụ, nếu như không kịp thời trở ra thì có thể bị nhốt cả suốt trăm năm. Điểm này cần phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể lại ở ngoại vi này hay sao? Tên ngốc này, ở ngoại vi tốt quá chừng, thấy ai đi ra là đập liền. Lại chẳng cần phải mạo hiểm mà còn được lợi ích, mà còn được lợi ích nữa chứ. Đồ ngu, ngươi mới ngốc đó. Những người lấy được lợi ích, sức mạnh của họ không phải là tầm thường. Đồ còn chưa lấy được thì mạng đã mất trước rồi. Sợ con khỉ, chúng ta đông người thế này, đánh hội đồng thôi. Đè cũng đè chết hắn nữa. Đủ rồi. Yêu rồi, lão tổ nói giận rồi. Ai cũng có tín hiệu cổ phiếu cả rồi, nhớ đấy. Đừng quá coi trọng thể diện mà chịu đựng. Lên cứu thì kêu cứu, nếu không thì chết cũng là đáng đời. Ta nhắc lại lần nữa, không được đánh người của mình. Có vấn đề gì, đợi về tới tông môn rồi giải quyết. Ai dám đánh nhau ở Linh Sơn Đại Dụ, ta sẽ không hỏi nguyên nhân, cũng sẽ chẳng cần biết lý do, người đó đều phải chết. Mỗi người tự theo nhóm, từng nhóm nhỏ đi, không được đi riêng lẻ. Đánh nhẹ ở đây thì chết là cái chắc. Trừ khi các người có tu vi và chiến lược như ta. Soạt. Đây chính là chân huyền chuyển hóa hay sao? Lại bắt đầu thay đổi nữa rồi. Từ vô tướng tới hữu tướng chỉ trong chớp mắt. Người bên cạnh hai người đâu rồi? Chẳng cảm giác được gì cả. Đột nhiên phát hiện ra chỉ còn lại mỗi chúng ta. Đúng đó, chớp mắt đã biến mất rồi. Thật là kỳ lạ. Tình huống xấu nhất đã hiện ra rồi. Xem ra rất khó mà gặp lại cùng một chỗ rồi. Thử liên lạc bằng phương pháp của Hư Minh Môn để xem có được hay không. Để ta thử. Không liên lạc được, chúng ta đi thôi. Tìm thử Ninh Sơn Đại Dụ nằm ở đâu. Cái này, vậy phải đi về hướng nào đây? Bay lên cao dùng thần thức xem thử. Là cương phong. Cổ qua, biến hình. Lên đây, kim liên đài. Thần thức ở tầng mây phía trên cũng bị chắn mất rồi, hoàn toàn không nhìn gì được. Nhìn bên kia kìa. Đi qua đó đi. Mau nhìn kìa, đó là cái gì vậy?
Đó là Tháp Phật Tông. Đây chính là Phật sao? Chắc là vậy rồi, ta cũng mới nhìn thấy lần đầu. Cảm giác thật là thần kỳ. Khụ khụ. Thì sao vậy? Rời khỏi chỗ này thôi, áp được chỗ này, ta không chịu được. Sao lại vậy? Mau đưa ta cách xa chỗ này ra đi. Đi, đưa cô ta ra xa chỗ này, chúng ta quay lại sau. Well, để ta tự bay. Thì ấy làm sao vậy? Sao ta biết được? Cũng chẳng biết là nữ nhân này phát điên vì cái gì nữa. Được rồi, cứ đi theo cô ấy trước đã rồi nói sau. Phừ, kỳ lạ, sao các ngươi không bị ảnh hưởng chút nào vậy? Ta sắp bị ép chết luôn rồi. Bức tượng này thật là đáng sợ. Áp lực đó mạnh đến mức có thể giết chết người. Ta còn không nổi, thật sự là đáng sợ. Nói thế nơi này chính là Ninh Sơn Đại Dụ rồi. Có lẽ là vậy. Chỗ này là ngoại vi, muốn đến Ninh Sơn Đại Dụ vẫn còn sớm lắm. Sao vẫn còn ở ngoại vi? Ở đây mới chỉ là tiếp xúc với ngoại vi mà thôi. Ngoại vi nên mới có thể chặn lại được rất nhiều người. Vừa rồi thì bị như vậy còn muốn đi qua hay sao? Nơi này là Phật Đắc Giác, ta đương nhiên là không qua được. Đừng nói người mới tu luyện tới phân thần kỳ như ta, ngay cả đại cao thủ hợp thể kỳ cũng không dám chắc là gần tới gần Phật Đắc Giác là giống như ta thôi. Phật Đắc Giác đó là cái gì? Ngay cả cao thủ hợp thể kỳ cũng không dám tới gần, lợi hại thế sao? Nhưng ta vào Thiên Độc Khiên có bị làm sao đâu, cao thủ hợp thể kỳ làm sao có thể bị gì được chứ? Đúng rồi, chúng ta là diễn tu. Phật tông và diễn tu là mạch tương truyền, cho nên có thể chống áp lại uy lực của tự Phật. Ta cũng không hiểu, trước đây chỉ là có nghe qua nơi này, cứ thấy không hợp. Vừa nãy ở trên hoa sen của huynh đã cảm thấy không đúng, chỉ là đột nhiên không nghĩ ra mà thôi. Hai người có chuyện gì vậy? Sao lại không có phản ứng gì hết vậy? Thì ở lại đây nghỉ ngơi chút đi, tụi đệ quay lại kiểm tra xem. Chờ tụi đệ kiểm tra xong, chúng ta lại đi tìm cửa khác. Được, bọn đệ cố gắng nhanh lên một chút, thì không thể chờ quá lâu đâu. Được. Vèo. Cảm thấy càng đi về phía trước, uy áp càng lớn. Uy áp trên người hình như đột nhiên giảm đi một nửa. Chỗ này làm sao đi lên? Ta bây giờ chỉ muốn đi lên phải một chút thôi. Tìm thử gần đây trước đi, đó là... Không biết tại sao, ta cứ cảm thấy con đường này không dễ đi. Ta đi trước, ngươi theo sau ta. Không, ta đi trước. Được thôi, ngươi cẩn thận một chút. Nếu có gì không đúng thì lập tức lùi lại. Hình như cũng không có vấn đề gì lớn. Trong động này có tồn tại cấm chế. Đã đến đây rồi, cũng không thể như thế mà đi ra được. Ta đi kiểm tra trước, nếu như qua được ngươi hãy vào. Hay là cùng nhau đi đi, dù sao hai người sức lực cũng mạnh hơn, gặp nguy hiểm thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Được. Xẹt. Là hoang tưởng. Không ngờ trong hoang động, trong động này lại là hoang tưởng cấm chế. Đồ chơi gì vậy? Là ma đầu, ngươi cẩn thận đấy. Thứ đồ chơi này sẽ cảm nhiễm linh hồn của ngươi. Ma đầu? Hóa ra cũng chỉ là ma đầu mà thôi. Mặc kệ là ma đầu thật hay là ma đầu giả, diễn tu cũng có vô số cách đối phó. Giao. Nha. Phụt. Thì sát. Sát. Diệt. Xuất hiện rồi. Tâm ma. Thiên Long An Tức Hương.
Wow. Đúng. Thiên Long Á Tức Hương vậy mà có thể trừ khử nhân quả. Đã vào sâu bên trong hang rồi. Thiên Độc Khiên. Nửa tiếng sau. Được rồi, Phật Tông này đúng là có biến thái rồi. Đã thiết kế mộng cảnh theo tâm cảnh của mình. Ngươi đến từ lúc nào đó? Chờ ngươi nửa tiếng rồi. Suýt nữa thì chết mẹ rồi. Nếu không phải là đã diễn tu qua, ta thật sự là sẽ không qua được cửa này. Hình như cũng không có gì khó. Kẻ này không thể hơn thua. Nếu cứ muốn hơn thua, tuyệt đối sẽ làm bản thân tức chết. Tiếp tục không? Đương nhiên là phải tiếp tục rồi, đi. Thần thức chỉ có thể dò tìm ở khoảng 10 mét mà thôi. Còn xa như vậy thì không cách nào mở rộng được. Cũng nói là ở đây chỉ có thể dùng mắt để xem. Tiếp tục đi thôi. Trùng áp này. Hình như là đã nhận thức lại. Cảm giác lúc nhỏ leo núi có một chút mệt mỏi. Ta cần tu luyện. Được thôi, ông tạm nghỉ đi. Ta tiếp tục đi về phía trước. Thằng nhóc này quả nhiên là tiểu quái vật mà. Lại còn có thể tiếp tục đi. Bước thêm bước nữa thì dừng lại nghỉ ngơi. Thêm một bước nữa, thêm. Mấy tiểu kinh lúc này không biết rằng đây chính là con đường tốt nhất mà Phật Tông dùng để tu luyện thân thể. Giữa đường không thể tu luyện hay là nghỉ ngơi, nếu không công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đi nên, nên, nên. Sao bọn họ vẫn chưa về nữa? Chỉ là ngoại vi đã khiến ta khuất phục rồi. Cũng không biết là Linh Sơn Đại Dụ có bao nhiêu nguy hiểm. Ta vẫn nên là đừng chạy loạn một mình thì hơn. Cấm chế. Có tập kích. Lại đến ba tên đàn nữa. Mẹ nó, tìm đường chết à? Dám đánh úp bọn tao. Nhìn kìa, có phải là ả ta đang đánh úp bọn mình hay không? Mẹ nó, là một ả đàn bà. Anh em giết chết à? Đánh úp bọn tao. Mày đúng là không cần mạng nữa rồi. Ả đàn bà chết tiệt này, ta phải dạy ngươi một chút. Cái gì gọi là nam nhân? Muốn tìm đường chết thì qua đây. Để ta thanh minh đã. Các ngươi không phải là bị não nương ta đánh, mà là đã bị cấm chế ném xuống đấy. Còn nữa, các ngươi biết đây là đâu không? Phí lời, ai mà chả biết đây là Linh Sơn Đại Dụ cơ chứ. Đây không phải là Linh Sơn Đại Dụ, mà là ngoại vi của Linh Sơn Đại Dụ. Được rồi, các ngươi không phải là muốn giết não nương hay sao? Đến đây. Mụ đàn bà này hình như chẳng sợ chúng ta. Ba tên não đại lão ra các ngươi. Sao đột nhiên sợ hãi như vậy? Đây chẳng giống biểu hiện lúc nãy chút nào. Lâu rồi không đánh nhau. Ta đang rất là mong đợi đây. Một mình nhà sao lại ngông cuồng như vậy? Dứt khoát đâu có thể được. Đánh. Không tự lượng sức. Xoẹt. Vù. Ý. Có gì ta giỏi chứ? Người dám bay bọn ta cũng dám. Vù. Hoan hóa băng long. Bộp bộp bộp. Hà đàn bà này là cao thủ của phân thần cơ. Dầm. Ây ô. Tiền bối, ba chúng tôi sai rồi. Tiền bối hãy tha cho chúng tôi đi mà. Tha chúng tôi ra, thật là thú vị mà. Ta không phải là đàn bà sao? Các ngươi không phải là muốn giết ta? Cũng không biết là tiểu mễ kinh bọn họ lúc nào mới về tới đây. Cũng tạm rồi, có thể tiện đi tiếp rồi. Không đúng, sao áp lực lại càng lớn vậy? Áp lực này ít nhất là cũng gấp 2 lần vừa nãy. Hóa ra là vậy. Leo lên thêm bậc ở đây tuyệt đối là không thể dừng lại. Chỉ cần dừng lại một lần thôi là sẽ hoàn toàn tuyệt đường lên. Xem ra phương pháp để tiểu mễ kinh làm là đúng rồi. Xem ra mình chỉ có thể ở đây đợi chờ cậu ta mà thôi. Hình như đỡ hơn chút rồi. Đến thần thức của mình cũng không lần dò ra được. Bậc thang này quá quỷ dị, nó khiến cho một người tu tiên hành tẩu trắc trở.
đẳng cấp cấm chế này quá cao. Nếu có thể kiên trì đến hết con đường này thì sẽ có cực kỳ có lợi ích với cậu ta. Bộp bộp bộp. Mình ra khỏi cấm chế rồi. Nơi này chắc là có thể tu luyện một lúc. Đây nè. Tại sao trên người của mình lại có ấn ký giống như Phật vậy? Thôi kệ đi. Mặc dù cũng không có gì, không có gì tổn thất. Cứ đi tiếp vậy. Đây nè. Tháp Phật này chắc chắn là thuộc về bảo vật là cấp Phật bảo. Cũng không biết là do vị nào luyện chế ra. Đúng là chấn động lòng người. Đây chẳng phải là sen công đức hay sao? Sen công đức và sen nghiệp hỏa đều là bông sen nổi tiếng ở bên Phật Tông. Nhưng vì Phật Tông biến mất nên những bông sen này cũng hiếm khi thấy được. Mà không ngờ lại ở đây có một bông. Hạt sen của sen công đức. Thu. Tầng cuối cùng của chân ngôn tràng. Chân ngôn tràng lưu lại bảo vật của mấy tiểu kinh ở trong im lặng. Có thể nói đó là quà tặng của pháp Phật. Cũng có nghĩa là mấy tiểu kinh đã nhận được sự công nhận của tháp Phật. Tỉnh táo hơn nhiều rồi, thần thức có thể mở ra rộng thêm vài trăm mét bên ngoài. Tu chân giả phân thần kỳ. Mười mấy dặm ở bên ngoài tượng Phật này đều chấn áp đến mức không gì lọt vào được. Vậy mà người này lại có thể bay được vào đây. Người này là Tán Tiên. Xuống cho ta. Huỳnh. Huỳnh. Dầm dầm dầm. Lão tử sẽ phá cái tượng Phật sách nhát này. Huỳnh. Chết tiệt, đây là cái gì? Huỳnh. Biến mất rồi. Tháp Phật biến thành một cây thương dài rồi. Sức đẩy của tượng Phật không ổn rồi. Chúng ta đã bị tượng Phật coi là vũ khí để đánh ra bên ngoài mất rồi. Ngũ Qua Mân Hoàn. Phật bảo mà cũng biết tự động tấn công hay sao? Thứ bảo vật này chẳng khác gì là tiên khí. Rầm rầm. Quan Âm thính thành. Pu pu pu. Phụt. Nha. Chiu. Xoẹt. Boom. Đối diện với cái tháp Phật này, cho dù là tiên nhân thật thì cũng phải chịu thua mà thôi. Nó mạnh quá. Tẩu vi là thượng sách. Nếu mình không phải là tu tiên thì lần này là chết chắc rồi. Thảo nào ban đầu tất cả mọi người đều khuyên can mình không được đi vào Linh Sơn Đại Du. Từ việc ban nãy có thể thấy rằng với tu vi hiện giờ của mình thì không thể nào sống tiếp được. Cho dù là trên người có nhiều bảo vật nhưng cũng vô dụng mà thôi. Tượng Phật vẫn như cũ, nhưng không thấy Tán Tiên kia đâu nữa. Thiên Độc Khiên. Huỳnh. Khụ khụ. Sao Tuyết Ma lại chạy đến nơi này? Đột nhiên phát hiện có người còn thắng hơn cả ta, nên trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Ha ha. Bốp. Giờ thì đỡ nhiều rồi nhỉ? Ta cũng thấy thoải mái lắm. Nữ nhân nhà ngươi. Đủ rồi đấy, dừng tay cả đi. Đồ quái vật xấu xí hay đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng cho ngươi biết tay. Gì? Ta quá dị xấu xí? Vậy ngươi chính là siêu quá dị xấu xí. Phụt. Vừa nãy là chuyện gì? Đồ ngu, bị người ta lôi cổ ra cũng không nhìn thấy. Chẳng hiểu ngươi ở bên ngoài làm cái gì. Ngươi mới là đồ ngu, từ đầu đến đuôi ngươi đều ngu si tứ chi phát triển. Siêu quá dị xấu xí, giờ đến xúc phạm người nhìn. Bỏ đi, ông đấu võ mồm không thắng được cô ấy đâu. Hơn nữa cũng này không lại luôn, nhiều nhất cũng chỉ có thể hòa mà thôi. Thiếu ra, cuối cùng cậu đã lên đó chưa? Lên rồi, trên cùng là tòa tháp Phật đó. Trên đó có bảo bối gì vậy? Tôi không cần bảo bối gì cả, cũng không lấy bất cứ thứ gì.
Đáng tiếc quá. Ở đây tổng cộng có 3 tầng mặt đất, ở giữa và tầng trên. Chúng ta đi tầng nào? Bất luận nào đi tầng nào, chắc cũng đều có thể vào được Linh Sơn Đại Dụ. Chỉ cần không biết là tầng nào đi dễ nhất mà thôi. Tùy tiện chọn một tầng đi, dù sao cả đường sông pha cũng suốt rồi. Ta không thích tối tăm lắm, hay là đi ở tầng trên cùng đi. Ta không có ý kiến, nghe nói càng cao sẽ càng khó. Có thông tin gì mà không biết hay sao? Trước đây ta từng nghe được một vài lời đồn, nhưng chẳng bao giờ để tâm. Dù sao ta cũng không hứng thú với Ninh Sơn Đại Dụ lắm. Giờ nghĩ lại, từng nghe được một câu thế này: trong ánh sáng dương đấu, trong ngục tối âm đấu, trong minh vực tử đấu. Ta vẫn luôn không hiểu câu này là có ý nghĩa gì. Có khi nào chỉ là ba tầng này không? Vừa nãy còn chưa vào sâu bên trong đã đụng phải tán tiên rồi, thậm chí còn suýt nữa liên lụy. Cũng không biết là bên trong rốt cuộc là có thứ gì nữa. Ta đến đây để tìm bảo bối, không phải đến để chịu chết. Bất luận là cẩn thận thế nào cũng khó mà bình an tuyệt đối. Tin tốt duy nhất là rất có thể nơi này thuộc bảo địa của Phật Tông, cũng không biết là truyền thừa bao nhiêu năm rồi. Có lẽ là bởi vì Phật Tông biến mất nên vùng đất này mới bị phong ấn vào hư không. Ta vẫn thích đường ánh sáng sủa hơn. Vậy thì đi tầng trên đi. Được thôi, ngươi nói sao thì làm vậy đi. Cứ thế mà đi, rời khỏi đây trước đã. Vù, thoát ra khỏi phạm vi của cấm chế rồi. Xông lên. Vù, đây nè. Thần thức mở. Đại lục bị phá vỡ, cấm chế đã bị phá vỡ, cực kỳ nguy hiểm. Con đường này chắc chắn là không dễ đi. Có cần phải đi qua vùng đất này mới có thể thực sự đến Ninh Sơn Đại Dụ hay không? Chắc là phải. Cho cô cái này. Đây là cái gì? Tức Thiên Lôi. Phòng dùng một chút. Ra là thế, dùng thứ này phá cấm chế thì còn gì bằng nữa. Ba người chúng ta tuyệt đối là không được nội chiến, hợp lực mới có hy vọng vượt qua. Ta không thành vấn đề. Đương nhiên ta cũng không thành vấn đề. Ninh Sơn Đại Dụ cũng lớn thật đấy. Tới hiện tại anh vẫn chưa gặp phải những người tu chân khác. Vừa nãy tao mới đụng phải ma tên Nguyên Anh Kỳ, còn đánh một trận nữa. Ừ, chắc ma tên đó đã ngủ củ tỏi rồi. Là tán tiên kia giết sao? Phải mà cũng không phải. Thế là thế nào? Hả, ra là thế. Đúng là không sống nổi, trừ khi có pháp bảo phòng ngự lợi hại. Như thế biết đâu còn có một cơ hội sống sót. E rằng đến Nguyên Anh cũng đã không thoát nổi, vì một kích ban nãy mà thảm khốc rồi. Tượng Phật này đúng khủng bố như thế. Phật Tông nghe nói từng có một thời kỳ huy hoàng, nhưng đáng tiếc ta không có duyên được chứng kiến. Nhìn từ di tích này chắc chắn là Phật Tông không hề kém cạnh gì so với người tu chân. Đúng thế, một pho tượng Phật thôi đã có uy lực lớn như thế rồi, thật sự là rất lợi hại. Chúng ta vào chứ? Phải vào trong xem có thu hoạch gì không. Vù. Nhìn không ra đại lục này to cỡ nào, đến thần thức cũng không thể nào quét qua toàn bộ, chỉ có thể dùng mắt trần để đi từng bước một mà thôi. Ban đầu vốn định nhờ cậy chút ánh sáng của Hư Minh Môn, ai ngờ tẩu tán hết cả rồi. Này, cô thử liên lạc lần nữa xem sao, thực lực của ba người chúng ta sợ là không đủ đâu. Huy tưởng ta chưa thử chắc, thử mấy lần rồi nhưng có được đâu. Dùng ngọc tức thử xem. Thử hết cả rồi, không tin thì đại thử đi. À, ta đã bảo rồi mà. Trong này nhiều cấm chế quá, có thể đã chặn mất cảm ứng của ngọc tức rồi. Thôi đừng tìm nữa, dựa vào bản thân còn hơn. Với thực lực của ba người chúng ta, cho dù là cao thủ hợp thể kỳ, có tới đây thì cũng không phải là không được. Ta đồng ý quan điểm này. Ta không biết là hai người lấy đâu ra cái sự tự tin đó, dám đối đầu với đại cao thủ hợp thể kỳ hay sao? Ồ, nơi hai vậy sao? Vậy ta có thể xem thử. Hợp thể kỳ, cao thủ đỉnh cấp của Sùng Chân Minh, Chiêm Thần. Ừ, chạy mau, ai đánh là người đó ngu.
Tặng ngươi này. Hờm cho trẻ con. Rút công kích này, lão phu còn chẳng buồn cản. Cô tưởng rằng hợp thể kỳ rất yếu hay sao? Tức thiên lôi. Tỷ dùng tức thiên lôi lỏ hắn à, tỷ thân đã lợi hại. Chắc là cắt đuôi được rồi nhỉ? Để bọn chúng chạy mất rồi. Chạy còn nhanh hơn cả thỏ, ha ha. Không chạy thì chẳng lẽ nào đánh với hắn chắc. Chỉ có ngu mới làm như vậy mà thôi. Hợp thể kỳ cũng chẳng phải cái gì to tát lắm. Sớm muộn cũng có một ngày ta có thể đánh được hắn. Hai người này đúng là vô liêm sỉ. Vách đá sao không thấy đáy này? Bờ bên kia hơn 100 mét. Đạo cấm chế này được xây ở trên vách đá. Xem ra cho dù là bay qua hay là nhảy qua thì kiểu gì cũng đụng phải vào cấm chế. Phục. Không phá được. Ban nãy phát hiện ra ở đằng đó có cái cây linh thảo. Hay là có đó sang một chút trước. Hay là ta dùng tức thiên lôi để nổ. Nếu nổ thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến linh thảo bên trong, không hiệu quả chút nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Có rồi. Thử dùng linh quỷ thử xem. Chưa biết chừng có thể lấy được linh thảo ở vực đối diện. Thiếu gia, tiểu nhân xin chào mệnh lệnh. Một con quỷ cũng dám gọi thiếu gia giống mình. Vậy thì mình thành cái gì chứ? Ông là quỷ gì đó? Đại gia là người, không phải quỷ. Không phải quỷ thì ông làm loạn cái gì? Tránh sang một bên đi. Thiếu gia có gì sai bảo? Nhìn thấy cái cây linh thảo kia không? Chỗ đó có cấm chế, bọn ta không tiện qua đó. Ngươi có cách hạ xuống hay không? Vâng thiếu gia, không thành vấn đề. Chắc là ta làm được. Thiếu gia ta đi đây. Phụ. Đẳng cấp của con quỷ này rất là cao đó. Nó là linh quỷ, kiến thức nông cạn. Thế huynh là quỷ gì? Quả nhiên là cũng có chỗ có ích của... cũng có chỗ ích nợ của quỷ. Con linh quỷ này còn thông minh nữa. Linh quỷ này đúng là hữu dụng thật đấy. Cậu lấy ở đâu ra thế? May mắn thế này, đúng là không biết nói thế nào nữa. Ông cần không? Ai lại không muốn một linh quỷ lợi hại như vậy chứ? Đây còn là một con quỷ có trí tuệ nữa. Chỉ cần có thể khống chế một con, có lẽ tương đương với một lô bọc bên người. Có thể giao cho bọn chúng rất nhiều chuyện. Đúng vậy, linh quỷ khó tìm lắm. Vậy mà đệ lại có một con, may mắn thật đó. Đúng rồi, đây cũng là do trưởng bối của đệ tặng A. Cái hai cái người này, đây là do ta tự kiếm được đấy. Nếu hai người muốn linh quỷ thì có thể đổi với ta. Ta chẳng còn món đồ nào tốt cả. Một tên nghèo kết sao rồi. Nếu cậu vẫn còn thì tặng cho ta một con được không? Đúng vậy, đúng vậy. Đan sư gì đó là giàu nhất rồi. Cũng không biết là đệ có được bao nhiêu đồ ngon ở trong hư minh môn nữa. Chỉ là một con linh quỷ thôi mà. Tặng một con đi. Sao giờ tuyết ma cũng vô liêm sỉ giống như thiên độc khiên thế này. Đúng là học cái tốt thì khó, học cái xấu thì nhanh lắm. Thôi kệ vậy. Ta thả ra con mà mình tự bắt vậy. Đám linh quỷ này hoang dã lắm. Ta vẫn chưa thu phục được. Có thật đó hả? Có thể cần không? Không thì thôi vậy. Cần đương nhiên là cần rồi. Ta cũng muốn. Ta sẽ thả một con trước, ông thu lại nhé. Được, ta chuẩn bị xong rồi. Trước đây từng lấy được một cái hồ lô quỷ. Không ngờ giờ có thể dùng rồi. Trước đây... Chạy à, ngươi chạy được đi đâu chứ? Văn ngoãn qua đây đi. Thì dùng gì để đứng đây? Ta tự có cách riêng, đợi thả một con ra đi. Xong rồi. Đúng là đơn giản một cách thô bạo. Linh quỷ về rồi kìa. Thiếu gia làm xong rồi. Làm tốt lắm, cầm lấy đi. Đệ vừa cho ông ta ăn gì thế? Đan quỷ. Đan quỷ là cái gì? Quỷ mà cũng ăn đan à? Dùng để nuôi quỷ, hiệu quả rất tốt đó. Có thể tăng cấp cho quỷ. Đan sư thực sự là quá hời, cái gì cũng có.
Nếu mà con quỷ đi theo đại ấy mà cũng có được lợi ích. Được rồi, chúng ta đi thôi. Boom. Là tiếng đánh nhau. Hình như có người đang đánh nhau. Có cần con đó xem không? Chúng ta nên mau chóng tới Ninh Sơn Đại Dụ Thí hơn. Nơi này không thể ở lại lâu. Dù cô phá cấm chế thì nơi này cũng có rất ít đường để đi. Tính hạn chế quá lớn. Đi qua đi lại vẫn không tự chủ được, mà lại gần nơi đánh nhau rồi. Không biết là ai đang đánh nhau thế nhỉ? Có phải là tên cao thủ hợp thể kỳ văn hay không? Người đó là Chiêm Thần, một trong các vị đại não đỉnh cấp của Sùng Chân Minh. Tên đó là cao thủ của Sùng Chân Minh sao? Rầm rầm rầm. Là Kiêu Chiêu và Thạch Đức Vĩ. Rầm. Còn cả thứ kia nữa. Chắc chắn là Ngân Mối Cự Viên. Sức mạnh của con yêu thú này rất là kinh khủng. Bây giờ nó vẫn còn chưa hồi phục nguyên hình. Nếu về nguyên hình thì cơ thể của nó còn to hơn nữa. Còn to hơn cơ. Giờ nó đã to lắm rồi. Không phải là cao 3 mét. Tiêu rồi. Rầm. Cẩn thận, đây là Ngân Mối Cự Viên. Để ta chơi với nó. Gừng. Đa tạ Mễ Đại Sư. Mễ Đại Sư, Trọng Thần Đan đột phá phân thần kỳ. Lần này phải đa tạ Mễ Đại Sư tương trợ rồi. Mễ Đại Sư cũng đến đây cơ à. Có sự giúp đỡ của Mễ Đại Sư thì chúng ta bất khả chiến bại rồi. Nghe nói linh đan của Mễ Đại Sư. Mất mặt quá. Dầm. Da của nó quá dày. Thanh Long không làm gì được nó cả. Tỉ xuống đi, để ta xem thử. Ta muốn chiến một với một. Ta muốn chiến một một với nó. Con yêu thú này rút linh khí cấp thấp rồi kìa. Tuy chỉ là linh khí cấp thấp nhưng mà cực kỳ kiên cố. Ban nãy ba người bọn ta chỉ có thể gọi là đọ sức mà đọ đức với nó. Không biết một mình Mễ Tiểu Kinh thì đúng lúc mình cũng muốn định thử xem cổ qua bây giờ đã tiến hóa như thế nào rồi. Cổ qua biến hình xuyệt. Chỉ là một đóa hoa mà thôi. Chuẩn bị biến thành mảnh vụn dưới gậy của ta đi. Dầm. Đá chọi đá. Ngân Mối Cự Viên công kích điên cuồng như vậy, sức mạnh hơn người, vũ khí bình thường của tu chân giả không thể nào chặn được nó đâu. Có qua kiểu gì cũng hỏng cho mà xem. Cái gì? Rác rác rác. Sao thế được? Được đó. Vù. Phân. Gừng. Dầm dầm dầm. Xuyệt. Có qua nhiều nhất chỉ là đâm sâu vào được nửa thước mà thôi. Sau đó không nhúc nhích được nữa. Tên này không hổ là cự viên. Thôi vậy, tiêu hao như này cũng được. Dầm. Cứ kéo dài thời gian thế này thì con Ngân Mối Cự Viên chắc chắn là không chịu đỡ được. Đợi đến khi nó mệt rồi thì chính là lúc cuộc chiến kết thúc. Huống hồ còn có năm cao thủ Nguyên Anh Kỳ ở đây. Cho dù chồng lên cũng phải đè chết nó. Gừng. Không ổn rồi, con yêu thú này sắp hiện nguyên hình rồi. Nó sẽ biến thành một con yêu thú bạo ngược thật sự. Wow. Ấy. Wow. Dâm. Phải điều mạng thôi. Không hẳn đâu. Dầm. Dầm dầm dầm. Chạy. Nhóc con thông minh lắm đấy. Hóa ra là lợi dụng lúc biến thân để chạy trốn. Nó biến thân không phải chiến đấu mà nó biến thân không phải là chiến đấu mà là để mà cấm chế để chạy mất. Nè, đừng chạy, ta còn chưa đánh đã mà. Con khỉ thấu thang này quay lại đây cho ta.
con vượn lớn này lại có thực lực của phân thần cơ. Tức là tốc độ quá chậm, nếu không nó cũng không thảm hại như vậy. Đúng đấy, nếu tốc độ nhanh một chút, người thảm thương là ba chúng ta rồi. Con thú này thân thể cứng quá, căn bản là không thể phá vỡ bên ngoài. Chúng ta đi thôi, chắc chắn là đã làm phiền không ít người rồi. Vừa nãy lúc mỡ tiểu kinh đấu với con thú, con yêu thú đó, lại không nghĩ cách giết chết đối thủ, giống như nào luyện tập hơn, ngay cả hoa sen độc cũng không dùng. Có yêu thú đến đây, thú vị. Yêu thú bị bỏ rơi, da, thịt, xương cốt, nội tạng của yêu thú, còn có yêu đan, tinh huyết, toàn bộ đều là đồ tốt. Cấm chế ở đây bị phá cả rồi, dùng thần thức cũng chẳng thấy được. Tiểu Mễ Kinh lại còn có thể phân biệt được con đường phía trước, nguyên thần của nó quả nhiên là mạnh hơn chúng ta. Nửa tháng sau, ngoại vi này rốt cuộc là lớn cỡ nào đây? Chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi thôi. Ai? Chết. Đúng. Hứa. Vua. Chết. Dâm. Dừng tay. Phân thần trung kỳ. Bây giờ còn có người tu cổ tiên, bước đầu đã thành công rồi, thú vị lắm. Người này lại có thể phá vỡ thể chất chân thân của Tiểu Mễ Kinh, tu vi ít nhất cũng phải từ hợp thể kỳ trở lên. Cơ thể người này lại toàn mùi thơm nhẹ nhàng kỳ lạ. Ta không muốn làm gì. Các ngươi muốn đánh nhau hay là thế nào? Luôn. Uy thế mạnh quá, nhưng mà không có ý giết người. Sao ngươi biết ta là tu tiên? Người này là đại thừa kỳ, tham kiến tiền bối. Làm trò cười rồi, được rồi, mau ngồi đi. Các người đến đây làm gì? Gần đây trừ cấm chế ra chẳng có bảo tàng gì cả. Bọn ta đang tìm Minh Sơn đại dụ, muốn xuyên qua cấm chế này chắc là sẽ nhanh hơn nhỉ. Các ngươi chả biết gì cả, nếu như xuyên qua được bên đó thì cũng sẽ phát hiện ra mình phí công vô ích mà thôi. Minh Sơn đại dụ không ở phía trước. Minh Sơn đại dụ đương nhiên là không ở phía trước rồi. Sao tiền bối biết? Được rồi, đừng ngồi xuống đi. Minh Sơn đại dụ đương nhiên là không ở phía trước. Tiền bối sao lại biết vậy? Nếu ngươi bị nhốt ở đây hơn trăm năm, ngươi cũng sẽ biết. Ồ, thì ra người này chính là cao thủ tu chân ở bên ngoài xông vào lần trước. Ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối nữa, chúng ta đều là người tu tiên, hồ đồ. Ta tên là hồ đồ, có biệt hiệu là đạo nhân thôi. Ngươi có thể gọi ta là sư huynh, cũng có thể gọi ta là đại ca, nhưng đừng có gọi ta cái gì mà tiền bối. Ta cũng làm không nổi tiền bối của ngươi. Các ngươi hoàn toàn đi xa đường rồi. Minh Sơn đại dụ căn bản không có ở đây. Minh Sơn đại dụ thật sự là ở phía dưới ba tầng, tạm thời mới chỉ ở xung quanh. Linh Sơn đại dụ bây giờ thực ra vẫn chưa xuất hiện, nếu không ta cũng không ngủ ở đây. Vậy ngươi đã vào được Linh Sơn đại dụ hay chưa? Nếu vào được rồi, ta cũng không tiếc nhiều như vậy. Nên trước khi xông vào, Linh Sơn đại dụ vừa đúng lúc ẩn vào hư không. Tuy rằng miễn cưỡng xông vào thì cũng có thể, nhưng khi nào có thể thoát ra lại khó mà chắc chắn được. Vì vậy ta nên quay lại. Khi ta xông vào đến xung quanh, nó cũng đã ẩn vào hư không rồi. Ta vào cũng không vào được, ra cũng không xong. Người này cũng thật là đen đủi, lại vừa khéo như vậy, trực tiếp ra không được. Nhưng mà hơn trăm năm nay, ta cũng đã đội cấp thành công, thăng lên đại thừa kỳ. Cũng may bị nhốt ở đây, một là một dạ tu luyện, mới làm cho ta thoát khỏi ràng buộc. Thêm vào đó khi ta độ kiếp, cũng trốn ở bên trong tượng Phật, xem như là đã giảm nhẹ được thiên kiếp. Đây mới là điều vô cùng may mắn. Trong cái rủi lại có cái may, chúc mừng sư huynh. Đâu có. Minh Sơn đại dụ như thế nào? Sư huynh chỉ cho một đường đi. Đã gặp được cao thủ tốt bụng rồi, hay là hỏi thăm một chút.
tránh lại đi phải đường vòng. Các ngươi từ lúc bắt đầu nên đến chỗ này là đúng rồi, nhưng không phải là xuyên ngang qua. Cây đạt đến điểm trung tâm, tìm thấy đường xuống dưới, sau đó đi thẳng xuống tầng dưới đấy. Lại đi xuống nữa chính là Ninh Sơn Đại Dụ. Nếu các ngươi lúc đầu bắt đầu đi từ tầng dưới, vậy còn đi lạc nhiều hơn nữa. Năm đó không biết bao nhiêu người đã rơi vào đây, hoàn toàn không tìm được đường ra. Người bị vây chết ở chỗ này rất là nhiều, cấm chế và cạm bẫy đều không hết. Trừ khi ta có được tu vi như hiện tại mới có thể miễn cưỡng xông qua. Nhưng mà ngươi biết đấy, quả thực là vậy, với tu vi của hồ đồ có thể không quan tâm đến những cái cấm chế và cạm bẫy này. Nhưng mà trong hàng trăm hàng nghìn tu chân giả, có được mấy người là cao thủ đại thừa kỳ đây? Vị trí của chúng ta bây giờ còn cách trung tâm bao xa? Chính là ở chỗ này. Ngươi cho rằng ta bị nhốt đến ngươi rồi hả? Ở chỗ này chờ đến khi Ninh Sơn Đại Dụ chính thức mở ra, lại xuống dưới còn kịp. Vậy phải xuống dưới như thế nào? Hướng bên này, lại đi qua khoảng 100 dặm là tới. Nơi đó có một cái giếng Phật rất là lớn, qua đó rồi ngươi sẽ thấy. Thế ư? Vậy ta xin cáo từ. Gấp cái gì chứ, đợi lát nữa cùng nhau đi. Ninh Sơn Đại Dụ vẫn chưa mở ra, qua đó cũng chỉ là mất là một khoảng trống không mà thôi, cái gì cũng không có. Được rồi, dù sao cũng là cao thủ đại thừa kỳ, không nghe lời chính là không để mặt huynh ấy. Tiền bối, vì sao người lại phải đóng giả thành tu chân giả phân thần kỳ? Đẹp trai nên không có bạn bè. Đẹp trai chỗ nào chứ, lô thôi nhích nhác thì có. Đây chính là cao sử bất thắng hàn, tu vi đạt đến đại thừa kỳ, đi đến đâu cũng là tiền bối. Bạn bè ở đâu ra? Hai ngày sau, ấy à, chán quá đi. Hay là chúng ta xuống dưới đi. Các ngươi qua đó trước đi, đi theo hướng này rất gần. Vậy chúng ta xin cáo từ. Ninh Sơn Đại Dụ mở ra, chúng ta có lẽ vẫn còn gặp lại. Tạm biệt sư huynh. Mấy tiểu đệ có duyên gặp lại. Không dễ dàng mới láo nhiệt được một chút, bây giờ lại quạnh quẽ rồi. Thật là thú vị, bây giờ mà vẫn còn có tu tiên cổ. Hai ngày nay đúng là sống một ngày dài như một năm. Ta ngồi bên cạnh ngay cả thở cũng khó khăn. Đại thừa kỳ, sợ quá đi. Cao thủ đại thừa kỳ đó, mấy tiểu đệ lại có thể gọi là sư huynh. Ta nghe thôi đã thấy kinh hồn táng đảm rồi. Mấy tiểu đệ người cũng có thể gọi được hay sao? Vậy là mấy tiểu đệ cũng không sai, ta vốn nhỏ tuổi mà, tâm bình thường là được. Huynh, khắp nơi đều là bẫy và lực và cấm chế, con đường này thật không sao chứ? Đi thế này có đúng hay không? Tiền bối, đừng đùa chứ. Đừng đoán nữa, đoán cũng không đoán nổi đâu, chúng ta qua đó nhìn nào thì biết thôi. Đi tu chân giả đại thừa kỳ, không có đại lý sẽ lừa dối chúng ta, cứ đi về phía trước xem thử đã. Nơi này mỗi bước đi đều là kinh sợ, chẳng có chỗ nào khiến người ta yên tâm cả. Hay là chúng ta đợi ở đây một lát, điều gì cũng có người đến đây. Đến lúc đó nếu là người lạ thì nhìn xem đối phương xuống thế nào, nếu là người quen thì càng tốt gọi qua đây cùng đi. Ta đồng ý, thế này khá ổn. Cũng được rồi, để người khác thử đi, chúng ta cứ đợi đã. Cũng được. Nhìn bên kia kìa. Xoạt. Thì ra là vậy, chúng ta cũng đi xuống thôi. Hang hồn thì cũng phải xuống mới biết được. Kim niên đài lên hết đi. Không hay rồi, không khống chế được. Hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào sức lực, sức giật để cân bằng lại kim niên đài mà thôi. Tấn công về phía trước dùng cánh nôi, đừng dùng thủ đoạn khác. Dựa vào lực phản xạ của sức nổ để ổn định kim niên đài. Nếu không cứ tiếp tục thế này, chúng ta chắc chắn là sẽ tan thương nát thịt. Chậm chạp thế này vẫn không đủ rõ ràng. Tốc độ của kim niên đài vốn không chậm lại bao nhiêu. Tiêu rồi, sắp đụng vào cấm chế rồi. Không ổn rồi, sắp đụng rồi. Cấm chế này ngăn chặn triệt để cơn gió mạnh nhiệt kia rồi. Tầng cấm chế này đang nghiêng, cũng có thể nó là
loại chuyển động theo gió. Chỉ cần đến đây nhất định là để người khác, nhất định là đánh vào người khác vào cấm chế này, tiến vào tầng tiếp theo. Ở đây chúng ta nghĩ nhiều quá rồi, cấm chế của Phật Tông sẽ nhiều chết chóc say sao? Nếu Phật Tông muốn giết cũng không kém giới tu chân giới, chỉ là ý niệm và cốt lõi của Phật Tông khác với tu chân giới. Nơi này hàn khí rất mạnh, chú ý chống cự. Ây à, thì ra là đứa trẻ độ kiếp lúc đó à. Đây là Tán Thiên. Ừ, ta không nhìn thấu được tu vi của cô ta. Ta cũng thế, Tán Thiên. Nhưng mà hình như không có địch ý gì với chúng ta. Đây là Tán Thiên thứ hai rồi. Không lẽ Tán Thiên ở đây không đáng tiền hay sao? Nổi sương mù rồi, phạm vi hiện giờ thần thức có thể thăm dò được ngày càng nhỏ, cao thủ càng ngày càng nhiều, mọi người phải cẩn thận đấy, phải mau chóng tìm thấy nó ra mới được. Thần thức có thể mở ra đến ngoài vạn mễ rồi. Có vài tu chân giả cũng đang ở tầng mây, bọn họ lại không cảm nhận được thần thức của mình hay sao? Ồ, tiền bối lừa bọn ta sao? Hắn không cần phải làm vậy, cũng không đáng để lừa chúng ta. Hắn từng nói Ninh Sơn Đại Cốc vẫn chưa mở ra thật sự. Có thể Ninh Sơn Đại Cốc ở trong hư không mở ra còn cần thêm một chút thời gian. Không lẽ hắn không định đi cùng chúng ta? Vậy phải đợi đến khi nào? Cái này thì khó đoán rồi. Nơi này thực sự là quá lớn. Tuy ở đây đã qua cấm chế yếu ớt, nhưng thần thức cũng chỉ có thể đạt đến được vài mét khai ngoại. Vẫn nên lùi lại về tầng mây đợi Ninh Sơn Đại Cốc mở ra cũng được. Làm mất thời gian nghỉ ngơi đi. Nếu ở đây nào Ninh Sơn Đại Cốc mở ra, vậy chúng ta cũng đừng đi lung tung nữa. Ở đây đợi đi. Ngươi có thể thử lại thủ đoạn của Hư Minh Môn. Ở đây có lẽ không có cấm chế ngăn cản. Nếu bọn họ ở đây, chúng ta có thể Tập hợp lại một lời. Được, để ta xem thử. Một lời đáp lại cũng không có. Hơn trăm tu chân giả Nguyễn Anh Kỳ trả lên, lại không thể tìm thấy được một lại không thể tìm thấy được một ai. Cứ chờ thử xem, sẽ có người đến đây thôi. Vốn tưởng là cao thủ của Hư Minh Môn đã sớm có chuẩn bị, đã không ngờ bọn họ không hoàn toàn nắm bắt được tình hình. Trong thời gian mấy ngày này, liên tục có tu chân giả của Hư Minh Môn tới đây. Nếu mấy tiểu kinh ở đây cũng đã tập hợp được 24 người. Các người chạy đi đâu thế? Ta từ tầng thứ 2 nên đến tầng thứ 3 mới phát hiện đường ra. Đến giờ ta vẫn luôn ở tầng thứ 3, trực tiếp đến đây luôn. Kết quả vô vàn cái bẫy, còn có người đánh nhén, chém giết cả đường để đến đây. May mà thực lực của mọi người không tồi, nếu không thì phiền phức rồi. Sư thúc, sư bá vẫn chưa lên đây. Không sao, gần đây không có cao thủ hợp thể kỳ, những người khác cũng không cần phải sợ. Còn có cả cô gái gặp phải ở Phật tỉnh kia nữa. Giờ đến bóng dáng cũng không thấy đâu cả, cũng không biết là đi đâu rồi. Cũng coi như là may, không gặp phải cao thủ đại nào cả. Cao thủ lợi hại, còn ta lại gặp không ít đấy. Ừ, ba người hợp thể kỳ cũng không tính là nhiều. Một người Tán Tiên, một người đại thừa kỳ, ba cao thủ, hai Tán Tiên, còn cả một đại thừa kỳ. Trời ạ, nhiều cao thủ như vậy, bọn họ đều ở đây hết hay sao? Gặp phải nhiều cao thủ như vậy, các ngươi lại có thể bình an mà đứng ở đây. Mễ Tiểu Kinh kể lại chi tiết mọi gặp phải mấy cao thủ đó cho hai người quân đạo quân linh bao. Đây chỉ là cao thủ có thể nhìn thấy, còn không nhìn thấy cũng không biết là có bao nhiêu. Xem ra lần thăm dò bảo vật lần này càng ngày càng nguy hiểm rồi. Cũng không biết là còn phải đợi bao lâu nữa. Ninh Sơn Đại Cốc này sao lại giống như là có phản ứng gì vậy? Mau phản ứng đi, theo kế hoạch trước đó cũng cần một khoảng thời gian rồi. Bọn ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một chút là được. Không lâu sau, Phong Bố Ý và Cát Đông Hương cũng xuyên qua tầng cấm chế tập hợp lại cùng với mọi người của mấy tiểu kinh. Trong khu vực của bạo phủ thần thức, tu chân giả đã đạt đến hơn 1.000 người rồi. Đó là cái gì? Thiên Sơn Đại Cốc mở rồi, sắp mở rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng đã mở rồi. Chờ đến héo mòn mất. Bắt đầu rồi. Vừa đúng đúng không đến muộn. Có thể may mắn lần này là không tệ. Đây là
Tượng Phật. Thứ này chính là Ninh Sơn Đại Cốc sao? Không phải là một bức tượng Phật khổng lồ thôi sao? Là tiếp dẫn phần của Phật, của Phật Tôn. Thì ra đây mới là cổng vào thật sự của Ninh Sơn Đại Cốc. Đây chính là cổng vào thật sự của Ninh Sơn Đại Cốc sao? Cuối cùng cũng mở rồi, xông lên. Không được để mất thời cơ, mau xông lên. Vù. Nơi này vậy mà lại có cảm, mẹ lại có chạm chạm giác. Phan thần kỳ, để ta thử xem, xoẹt. Không ổn. Xoẹt. Toàn bộ tấn công bị đàn hồi bắn ngược lại rồi. Vừa lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Nơi không xa, thì ra là như vậy. Tông chân minh, chiêm thần. Hey, dao động linh lực này, chiêm thần. Tên này truy sát chúng ta một đoạn khoảng cách rồi, thực lực rất mạnh. Hắn ta truy sát các ngươi, hắn ta truy sát chúng ta, có gì đáng vui chứ? Không phải không phải, ha ha. Tên này có lẽ không quen biết ngươi. Nếu như có cơ hội, nhất định phải trộm cáo trạng. Không biết tên này, tên chiêm thần này có thể xông qua được hay không? Vừa nãy tu chân giả phân thần kỳ kia đã dùng hết toàn lực rồi, kết quả vẫn như cũ, chưa thể mở ra được. Chết. Thông minh. Ha ha, mất thể diện quá. Sao ở đây lại hại vậy? Ở đây ai có thể vào? Nè, tấm màn sáng này thật là đáng sợ. Lại mạnh như thế. Chiêm thần chính là đại cao thủ của súng chân minh. Hắn ta gây khó dễ. Không biết ở đây có mấy người có thể qua. Lẽ nào chỉ có Táng Tiên và cao thủ đại thừa kỳ mới có thể? Ta đến rồi, tiểu Mỹ. Quỳnh, ây da, tức chết ta rồi. Vậy mà sao không được? Sao mới được đây? Sao không vào được vậy? Chắc có thể vào đó. Mới nãy tiểu Mỹ đã thử rồi, thực lực cô ta không quá yếu. Không phải cũng bị đánh bay hay sao? Ờ, nhìn kìa, lại thần thần bí bí thế này. Sau đó rất nhiều tu chân giả thử xông qua, nhưng đều không thể thành công. Tu chân giả có tu vi tương đối yếu, thậm chí còn không chịu nổi phản ứng, không chịu nổi phản thương của tượng Phật, trực tiếp bị trọng thương rồi, trọng thương rời đi, thậm chí rơi xuống tại chỗ. Vô lý thật, đây chính là Phật tiếp dẫn mà. Phật tiếp dẫn. Hình như ta đã hiểu ra chút gì rồi. Đi, chúng ta đi thử xem, được. Lại có người đến đây rồi. Đã đến thêm hai tên không biết sống chết nữa. Thiếu niên kia có tu vi gì, hoàn toàn không nhìn thấu được. Ta, con trai ta đẹp trai quá. Nhìn với khoảng cách gần như thế này, đúng là đủ chấn động rồi, cũng hơi khoa trương rồi đó. Ta vào trong trước nhé, ông đi theo sát ta. Không có va đập, không có công đánh, nhẹ nhàng thoải mái đi vào như vậy. Hóa ra là vậy. Vầng sáng này căn bản là không phải để ngăn cản người. Công kích càng mạnh, phản kích càng lớn. Nếu như là đi bình thường, ngược lại thì có thể đi vào. Nhanh nhanh, nhanh theo đi. Nơi này, xung quanh đều không có cấm chế, nhưng thần thức lại không thể đi xa. Lão đầu, ta lại đi một mình rồi. Nơi này ta không cảm giác được nguy hiểm.
Cấm chế vô hình thật là lợi hại. Nơi này chắc là cực lớn. Người đi vào được phân tán rồi. Bây giờ nên làm gì đây? Mục đích ngươi đến đây là gì? Đương nhiên là đi tìm bảo bối rồi. Mặc kệ Phật Tông như thế nào, Phật bảo Phật khí của bọn họ còn có vài thứ đặc biệt của Phật Tông ở giới tu chân cũng là bảo bối. Đương nhiên quan trọng nhất đối với ngươi là truyền thừa. Xem thử có truyền thừa của Phật Tông hay không. Ngươi bây giờ kiêm tu hai nhà, lợi ích thật sự là rất lớn. Bản thân của ngươi tương quan với Phật Tông, mặc dù đã là tu tiên nhưng cơ sở lại thay đổi, có cảm giác thân thiết là bình thường. Đúng vậy, ta ở bên ngoài Phật tiếp dẫn đã cảm thấy rất là thân thiết rồi. Đúng rồi lão đầu, lúc nào thì ta có thể thả ông ra ngoài? Cái này ta đã nghĩ rất lâu rồi. Ta cần rất nhiều nguyên liệu, phải dựa vào người thu thập. Bây giờ không vội ra ngoài, đợi triệt để nắm vững chân ngôn tràng rồi, lực lượng ngang với đại thừa kỳ, rồi hãy nghĩ đến chuyện thả ta ra. Ta đang chuẩn bị tu tán tiên, như vậy có lẽ là dễ dàng nhất. Con đường tán tiên cũng không dễ đi. Ngàn năm độ kiếp một lần, ba lần trước còn đỡ, càng về sau càng khó. Muốn độ qua chín kiếp thăng thành địa tiên thực sự là rất khó. Còn sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ta biết lựa chọn tốt nhất là chuyển thế, nhưng người cũng biết chuyển thế chúng ta lại thiếu mất một khâu quan trọng. Phải có người tìm được người chuyển thế, còn phải gọi tỉnh ký ức của kiếp trước. Ngươi lại không biết tính toán dự đoán, có lẽ là không tìm được ta, cửa này không qua được. Ta sẽ có khả năng tan biến ở trong biển người. Con đường này quá nguy hiểm. Nếu đã muốn tu tán tiên, để ta thu thập nguyên liệu, cứ yên tâm đi. Ta nhất định là sẽ gom đủ. Hơn nữa còn sẽ tìm một nơi tốt để ông tu luyện tán tiên. Bây giờ ta tu tiên rồi, tin rằng rất nhiều nơi là tương thông. Chỗ ta thông qua rồi thì chỗ ông nhất định là cũng qua. Được, hai chúng ta cũng không cần phải cảm ơn nhiều nữa. Nhanh chóng đi tìm con đường tiếp theo qua đó đi, xem có phát hiện gì không. Nửa tiếng sau, đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn là một cảnh sắc giống nhau. Hơn nữa cũng chỉ có một con đường thẳng, tiếp tục một đường vẫn cứ không nhìn thấy lối ra. Hay là nên xem thử đi, chẳng trách sao lại không đi ra được. Hóa ra mình vẫn luôn đi vòng tròn. Cuối cùng cũng ra được rồi. Ai? Quỷ tu. Thật không khéo, có thể các ngươi đã tìm nhầm đối tượng để đánh nhau rồi. Chân mệnh tỏa liệm. Xoẹt. Đối phó với quỷ tu thì ta là chuyên gia đấy nhé. Đây chính là con linh quỷ cuối cùng rồi. Phía trước có cấm thuật phòng hộ, trong đó chắc chắn là có kiến trúc hoặc là thứ gì khác. Trong kết giới dương xuống rồi. Chờ chút, không đúng, tiếng gì dầm này là chuyện gì vậy? Chư Phật hải lội tất giao văn, tùy sứ kết tường vân, thành ý phương ân chư Phật hiện toàn thân. Đây là thủ đoạn gì vậy? Di bộ hoán ảnh như ảo ảnh. Tượng tụng kinh này là cố ý đặc biệt gì đây? Trước tiên cứ nghe hết xem sao. Phật tổ từ bi. Hòa thượng vừa nãy không thấy đâu nữa rồi. Đúng thật là ảo giác ha. Cảm giác tinh thần sảng khoái, hình như thực lực diễm tu lại tăng thêm một bước rồi. So với tìm kiếm bảo vật, chỗ này có vẻ như càng thích hợp để tu luyện cung bái hơn.
Hoa ma ha mạn đà ra ma kha, hoa của thiên giới, lại là một loại hoa của Phật tông. Loại hoa này đã thất truyền ở tu chân giới, vốn không thể nào gặp được, không ngờ rằng ở chỗ này lại có một gốc. Thật sự ngay cả chợ cũng không bỏ qua, là truyền tống của Phật tông. Lúc này ở một nơi nào khác, dầm, lại bị phân tán rồi. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Phải nhanh chóng tìm được tiểu mễ tiểu kinh. Nếu như để nữ nhân điên kia biết được là ta lạc bất hắn, cái thân già này của ta không thể chịu nổi mấy lần giày vò nữa. Đây là bị truyền tống tới một không gian khác sao? Mặc dù có hơi giống với nơi vừa nãy. Có người ở đây. Kim Mao hống thú thủ vệ của Phật tông, hơn nữa còn một lần gặp phải 6 con. Tu chân giả này cũng thật dũng mãnh đấy. Cố bản não tổ. Ai? Người tới nào địch hay bạn? Vì sao ta lại không nhìn thấu được tu vi của hắn ta? Bên ngoài đầu viện, vừa lấy truyền tống ra, vẫn còn ngồi xổm một hàng kim mao hống chưa thức tỉnh. Vẫn nên chỉ điểm hắn ta chút đi. Cố bản, ngươi là ai? Đừng hỏi, ngươi hãy lùi về phía sau đi, đừng có tiến về phía trước. Kim mao hống sẽ lui quay về. Loại thần thú thủ vệ giáo phái này rất khó đánh chết. Bên này vẫn còn 30 con chưa cử động,